Chị cũng vừa trải nghiệm qua một đoạn nhạc Tết về bát mặn anh chị. Thì anh chị cảm thấy về chất âm của loa này như thế nào anh chị ha? Và anh chị đã biết mẫu này là mẫu gì chưa? Và bây giờ thì video này thì em sẽ phân tích sâu cho anh chị về cái nhu cầu này, về cái em loa này sẽ phù hợp với nhu cầu nào, cũng như là về những chức năng mà em loa này hỗ trợ được gì cho anh chị nha. Và bây giờ thì xin mời anh chị cùng em mổ xẻ nó nha. 1, 2, 3, let's go! Vâng, và chào mừng anh chị đã đến với kênh Audio Hay. Đà, video này thì em sẽ cho anh chị chiêm ngưỡng về một em loa có thể nói là tiếp đà sự thành công vang dội của em Nanomat sách tay X220 anh chị ơi. Và nhà Nanomat cũng cho ra một em mẫu mới có thể nói là bản nâng cấp của em X220. Nó nâng cấp lên về cái gì anh chị ha? Ở dòng X320 này thì em cũng sâu cho anh chị biết là nó nâng cấp về, và là về cái bữa trước là em X220 á, thì kiểu như có một số khách hàng nói là cái chép của nó quá sáng và nó rất là dễ hú, cho nên nhà cung cấp mới nắm thóp được cái nhu cầu đó và cho ra một bản mới có thể nói là một bản về âm thanh hoàn chỉnh hơn anh chị nha, là nén lại cái tiếng chép lại nè, cũng như là cho nó hòa quyện được với âm bát và âm chung, cho nó điều hòa cái ba dãy âm anh chị ơi. Và đối với những anh chị có gu mà nghe muốn nghe nó chép của nó len keng, chép nó sáng á, thì ở em loa này thì anh chị có thể tăng giảm cái âm lượng chép lên nha anh chị, hoặc là có gu của anh chị nghe muốn bát mạnh lực thì tăng cái bát lên nha anh chị. Nói chung là tùy gu của anh chị hoặc là tùy cách chỉnh của anh chị trên em loa này nha. Những anh chị có nhu cầu sau đây này, đối với những anh chị muốn một em loa nhỏ gọn này nhưng đáp ứng được cho anh chị một công suất đủ lớn để đáp ứng cho một khoảng không gian phòng tầm 250m² đổ lại, và ngoài trời thì đáp ứng tốt cho anh chị tầm 25 người trở lại anh chị ơi, thì em loa này phục vụ rất tốt cho anh chị luôn nha. Rồi nếu mà anh chị nó còn nâng cấp hơn về một cái ở em X220 là X220 thì sách tay anh chị mà nó kiểu như là nó hơi nặng. Theo em là theo cái sức trẻ của em thì nó hơi nặng nha anh chị, nó nặng tầm 17kg, cho nên nhà cung cấp cũng cho ra mắt gọi là nâng cấp lên một em này với trọng lượng tầm 13kg thôi nha anh chị ơi. Nãy em cũng có đo rồi. Với cái ngoại hình của em X320 này thì rất là giống với em X220 nha anh chị. Ngoại hình cũng như là một cái hình kiểu như elip anh chị, nó cong ở trên đây nè. Đó, đây là gỗ ván ép nha anh chị, gỗ ván ép, nhưng mà cảm giác của em rất là nó đặc hơn, nó kiểu như là không phải gỗ ván ép bình thường mà gỗ ván ép đặc anh chị ơi, cho nên cho được một cái chất âm có thể nói là nó chắc nè mà không bị rung thùng anh chị. Rồi phủ lên cho anh chị là một lớp sơn BU, nó rành ri kiểu như là gỗ mà gỗ lâu năm anh chị nè, nhìn mấy rành ri mà nâu nâu đen đen anh chị đó. Nó còn hỗ trợ thêm cho anh chị là những cái lớp kim tuyến ống ánh nữa để gọi là tô lên cái vẻ sang trọng cũng như là vẻ đẹp quý phái của em loa đó nha. Rồi thì về thiết kế cũng như là về cấu tạo thì rất là giống với em X220. Rồi nhưng mà khác nhau về cái gì? Khác nhau về cái bo mạch anh chị, thì bây giờ em sẽ show cho anh chị cùng thấy luôn nha. Đây, bữa trước là em ở X220 là cái bo nó bự lắm, đó nó ra tới đây luôn, nhưng bây giờ thì nhà cung cấp cũng tinh gọn lại một cái bản mạch nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ cho anh chị các chức năng, như là hỗ trợ cho anh chị là cái bản đèn led nè, các nút chỉnh chức năng đơn giản nè, rồi hỗ trợ thêm một cái thẻ nhớ SD, một cái cổng USB, hai cổng 3.5, một cổng là đưa tín hiệu vào loa và một cổng để xuất ra tai nghe hoặc là xuất ra cái loa khác anh chị. Rồi hai cái cổng 6.5 để hỗ trợ một cổng nhạc cụ nè và một cổng micro, thì anh chị có thể kết nối micro dây hoặc là micro không dây cũng được nha. Rồi đây là một cái cổng nguồn adapter nha anh chị, 15V xài adapter.
Rồi, ở dưới đây thì hỗ trợ cho anh chị rất là đầy đủ để anh chị có thể chơi được về gọi là về hát karaoke mượt mà hơn, như là reverb, delay, echo, ba hiệu ứng luôn nha anh chị ơi. Đó, rất là tiện lợi luôn. Nếu mà phù hợp cho những anh chị gọi là giọng không quá khỏe, cũng rất là phù hợp với em loa này luôn. Rồi, bass chép micro, rồi âm lượng tổng của micro, rồi âm lượng tổng của nhạc cụ nè, rồi bên này là phần chỉnh nhạc, một cái là âm lượng tổng của nhạc, hai cái bass chép của nhạc. Rồi, đơn giản nhưng mà rất là đầy đủ anh chị nhé. Rồi thì bây giờ xin mời anh chị gọi là tới cái chuyên mục hấp dẫn là anh chị trải nghiệm thêm về chất âm của em loa X320 này với thể loại bolero anh chị nha. Và sau đó thì em sẽ cho anh chị trải nghiệm qua về độ hút micro, độ chống hút micro cũng như là test karaoke cho em loa nó anh chị nhé. Cánh môi thương đồng đàn hương thơm, anh còn yêu em. Trải nghiệm thêm một đoạn bolero nữa thì anh chị cảm thấy về chất âm khi chơi bass mạnh nè, bolero nè, thì em loa này thể hiện như thế nào anh chị ha, và anh chị cùng bình luận với video này nha. Nếu mà anh chị thấy thích video này thì cho bên Tâm Việt em một like video này nha, để bên em có động lực hơn, động lực nhiều hơn và làm những video hấp dẫn kế tiếp anh chị nhé. Bây giờ thì em sẽ phân tích sâu cho anh chị về cái chất lượng âm thanh của em loa đó nha. Về em sẽ phân tích về ba giải âm thanh. Thứ nhất là bass chung chép, em sẽ chơi chép chứ nha anh chị. Chép thì cảm giác như là nó, cái tiếng của nó bén, nó sáng nhưng mà không bị chói tai khi anh chị chơi công suất lớn nha. Cảm giác như nó mịn đó anh chị. Rồi, chơi tốt cho anh chị ngoài trời luôn. Rồi, về phần âm chung, cảm giác như là tiếng ca sĩ nó thanh, nó ngọt, nó không bị é lên anh chị, nó không bị ra cái tiếng mà làm cho mình khó nghe, nó rất là êm tai luôn. Rồi về tiếng bass này, bass cảm giác như là chắc lực nhưng vẫn có sâu, mà sâu một chút xíu thôi nha anh chị. Nhưng mà gu bass này là bass chắc căng lực nha anh chị. Rồi đối với những anh chị có nhu cầu đó, đối với những anh chị có nhu cầu mà thích hợp với những cái phân tích của em á, thì anh chị nên tham khảo loa X320 này anh chị nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ cho anh chị trải nghiệm thêm về một đoạn karaoke nữa nha. Đây là chiếc micro mà đi kèm của em loa đó nha anh chị. Nó có 2 micro, nó chỉ có cái nấm này màu xám và màu cam nha anh chị ơi, là hai tai mic kênh A và kênh B. Và em sẽ bật mí thêm một điều có thể nói là nổi trội hơn là em X220 là về độ chống hú của em loa đó nha anh chị. Đó, thì cái này nó có 7 mức âm thanh, thì em đang để mức thứ 5 khi em chơi trong không gian nhỏ hẹp. Đối với những anh chị mà muốn chơi ngoài trời thì để tầm mức 7 cũng ok anh chị nhé. Rồi, thì bây giờ em sẽ test tại độ hút micro cũng như là độ chống hú của em loa đó nha. Alo, em sẽ test độ chống hú trước đi. Em đứng trước loa luôn, không hú nha anh chị. Thì em sẽ test độ hút luôn. 1, 2. Về độ hút thì cảm giác như là nó sẽ không bằng em S2.2 nha anh chị. Nhưng mà về độ cân bằng chi tiết âm thanh thì em cảm thấy âm loa này, em micro này nè, cảm giác như âm của nó ấm hơn, nó trầm hơn. Còn cái chiếc micro của S2.2 thì cảm giác như cái tiếng của nó sáng hơn, nó bén hơn nha anh chị. Đó cũng chính là yếu tố mà nó dễ gây hú anh chị ơi. Thì cái này nhà cung cấp cũng gọi là cũng cân bằng cho anh chị được về độ cân bằng và bass chép rồi, để xa vẫn có âm bass luôn. Đó, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Rồi bây giờ sẽ test cho anh chị một đoạn karaoke nữa nha. Tưởng cha chỉ lớn không thành, biển sâu tên cao, một ngày nhớ mẹ sống chào khơi xa, trời gió bát ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Cảm nhận của anh chị nghe bây giờ như thế nào khi mà chơi karaoke trên em loa này, thì anh chị cùng bình luận dưới đây này nha, để xem ai sẽ có góc nhìn tinh tế nhất, và cũng như là những anh chị đã xài qua dòng
X320 này rồi, thì xin anh chị cũng cho một ý kiến, một đánh giá chân thực nhất về em loa này dưới video này nha, để cho mọi người đến sau được biết luôn anh chị nhé. Rồi về gọi là về những điều gì mà Tâm Việt em chưa làm cho anh chị hài lòng thì anh chị cùng góp ý ở dưới video này luôn nha, để gọi là bên Tâm Việt em càng ngày càng cải thiện và phát triển hơn để phục vụ tốt cho anh chị ở những video tiếp theo anh chị nhé. Cũng sắp tới mùa Noel nè, rồi sắp tới Tết Tây, Tết Ta anh chị ơi, rất là nhiều lễ lớn là sau luôn. Thì em khuyên anh chị là gọi là đừng có đợi tới cận Tết anh chị mới mua, rất là nguy hiểm luôn anh chị. Thì em sẽ ra một video kế tiếp để anh chị có thể tham khảo ở video đó nha. Là em sẽ ra một video với nội dung là những sai lầm khi anh chị mua loa kéo cận Tết anh chị nhé, rất là nguy hiểm, rất là tai hại luôn. Thì anh chị nên chuẩn bị ngay từ bây giờ luôn nha. Và Tâm Việt em cũng là một nơi đáng để anh chị tham khảo anh chị nhé. Bên Tâm Việt em thì ngoài những chính sách rất là ưu ái, thì bên Tâm Việt em rất là tâm đắc về hai chính sách như là bao thu cũ đổi mới trọn đời, cũng như là bao đổi trả trong vòng 30 ngày anh chị nhé. Nếu mà hàng xảy ra lỗi hay gì gọi là lỗi do nhà cung cấp, lỗi sản xuất, thì bên em chấp nhận gọi là đổi một luôn anh chị ơi. Rồi không biết là sau khi anh chị xem qua video này cũng như là yêu thích Tâm Việt em, thì anh chị cho bên Tâm Việt em một like, một đăng ký kênh cũng như là bật thông báo để chờ đón những video hấp dẫn kế tiếp anh chị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.